Có thể bạn chưa biết, tập gym có thể làm bạn mệt mỏi và yếu đi nếu bạn không làm được những điều này. Nếu bạn xuất hiện một số triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi rồi suy giảm trí nhớ và kiểu buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, không muốn làm bất cứ một việc gì cả thì có thể là bạn đang thiếu vitamin và khoáng chất ấy. Cách khắc phục thì chúng ta vẫn phải ăn uống và bổ sung vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó thì có thể tập một số bài tập mà mình có thể gợi ý như sau để có thể tăng cái trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể hấp thu các nguồn dinh dưỡng từ thức ăn tốt hơn. Bài đầu tiên là side lunge. Bài này chúng ta thực hiện mở rộng chân, thực hiện từng chân một, ổn định thân người, gập hông, hạ trọng tâm, gập luôn gối, gối luôn đi theo mũi chân và luôn ổn định thân người nhé. Bài thứ hai là lăng hai nỉ. Bài này chúng ta thực hiện từng chân một, khi xuống cho đùi, hông và lưng nằm trên một đường thẳng, thực hiện đá lên, gối của chân trụ luôn đi theo mũi chân. Về cơ bản bổ sung theo đường ăn là tốt nhất, tuy nhiên không phải ai người ta cũng có thể ăn đủ. Vậy nên chúng ta có thể sử dụng một số loại thực phẩm bổ sung, như mình thì mình hay dùng loại này. Hộp này là vitamin nhóm B giúp tăng cường trao đổi chất và giảm cái cảm giác mệt mỏi, đặc biệt là với chị em chúng ta giúp tóc, da, hormone được có thể tốt hơn. Mình cũng rất thích cái lọ này này, nó có chứa astaxanthin là một cái chất mà chống oxy hóa gấp vitamin 550 lần. Tóm lại, dinh dưỡng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình tập luyện của chúng ta. Nếu muốn có kết quả cao thì chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần.